em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà, anh chị em thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta có một người con hay một người thân đi xa trở về, thì chắc chắn chúng ta thật là vui mừng, hân hoan, rạng rỡ. Như trong tin mừng hôm nay cũng thế, Đức Giêsu sau những ngày tháng xa rời gia đình, đi khắp nơi để rao giảng, nhưng khi gặp lại Đức Maria và người thân cận, những người anh em, thì chắc chắn đó cũng là một niềm vui lớn lao. Nhưng xem ra cuộc gặp gỡ trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe chẳng thấy vui vẻ gì cả, chẳng có một biểu hiện gì là tỏ ra một niềm vui khi gặp lại người thân của mình. Với con người tự nhiên, xem ra chúng ta cảm thấy Đức Giêsu phản ứng thật phũ phàng, phản ứng ngược lại với tình cảm tự nhiên của con người. Khi được báo tin có Đức Maria và anh em của Đức Giêsu đến gặp, thay vì hồ hởi tay bắt mặt mừng để ra đón Đức Maria và những người thân yêu của mình, thì Đức Giêsu lại chỉ vào các môn đệ và những người đang nghe Ngài giảng mà nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Nghe lời đó thật sự phũ phàng và đau lòng cho một người mẹ và những người thân của Đức Giêsu. Cứ theo cái suy nghĩ bình thường của con người thì đó có thể nói Đức Maria và những người thân yêu của Đức Giêsu đang bị tổn thương và cảm thấy tình yêu của người mẹ dành cho con mình và tình cảm của người thân dành cho Đức Giêsu rơi vào sự tổn thương rõ ràng. Tuy nhiên, dựa trên mối tương quan thiêng liêng qua câu nói của Đức Giêsu: Ai là anh em tôi, ai là mẹ tôi, là những người lắng nghe lời Chúa và thi hành ý muốn của Ngài, thì xem ra câu nói của Đức Giêsu có vẻ vô tình nhưng lại không hạ thấp, giảm nhẹ đi vai trò đặc biệt của Đức Maria là thân mẫu của mình, cũng như không hề phủ nhận tình nghĩa anh em dòng họ mà Ngài, mà hơn nữa, mà Ngài còn đề muốn, Ngài còn muốn đề cao Đức Maria và những người anh em của mình một cách rõ ràng hơn, bởi vì chính các Ngài là những người đã lắng nghe và vâng theo thánh ý Chúa một cách hoàn hảo. Nơi Đức Maria, chúng ta thấy rất rõ điều đó, vì suốt cuộc đời của mẹ hằng xin vâng theo thánh ý Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Như vậy, qua câu nói của Đức Giêsu, ai là anh em tôi, ai là mẹ tôi, Đức Giêsu đưa chúng ta đến một mối quan hệ thâm sâu hơn, quan trọng hơn, mối quan hệ tình mẫu tử, tình anh em ruột thịt bình thường của một con người. Nhưng đó là những người nghe và mau mắn thực hành lời Chúa, thật sự đáng được gọi là mẹ, là anh chị em của Đức Giêsu hơn, vì những người đã thực hành lời Chúa trong cuộc đời. Vì vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng lắng nghe và mau mắn thi hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ trở thành những thành viên thực sự trong đại gia đình của Chúa. Bởi lẽ lời Chúa thì mỗi ngày chúng ta thật sự dễ dàng để nghe, nhưng thực hành thì điều đó chưa chắc có dễ dàng hay không. Bởi vì chúng ta thường nghe người ta nói từ cái miệng đến với cái tay, tức là nghe, nói và hành động thì là một khoảng cách thật xa. Vì thế qua lời Chúa hôm nay, ước mong sao mỗi người chúng ta được Đức Giêsu chứng nhận, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, vì chúng ta đã và đang thi hành ý muốn của Chúa trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta.